Xin chào tất cả mọi người. Đàn chó con của Melcy, 1 ngày tuổi. Đây là đàn con của vô địch, nhà vô địch Việt Nam Melcy Gervi, và được nhập nhà vô địch trẻ Lithua Bruno. Đàn cho con này đẻ từ buổi sáng ngày hôm qua, bây giờ là buổi chiều của ngày thứ hai, coi như là 1 ngày tuổi. Chân rất dài, chân dài giống bố. Những con mà đẻ sớm thì cuống rốn hôm nay khô rồi. Đẻ muộn thì rốn vẫn còn chưa khô. Này. Mẹ Melcy. Ở mùa này thì chó bầu, chó đẻ nó hay bị rụng lông, rụng bớt lông, chứ nó cũng lại không phải là như thay lông, mà nó là một cái cơ chế để mà cái con chó nó giảm cái nóng của nhiệt độ. Mùa hè rất là nóng. Đàn này thì đến hôm nay, từ hôm qua là ngày 21 đến hôm nay 22, coi như là đã chốt hạ quân số, tổng cộng giữ lại được 8 đứa, 4 đực và 4 cái. Nhìn cái con chó con, người, chân nó rất là dài. Đàn này có mấy con là chắc là sẽ giống bố nhiều. Ngủ ở trên ngậm ti ngủ này. Có một tên no rồi, ngủ ở đây. Thế này là được hay là cái? Cái. Với các con của Melcy thì mặc định là lông ngắn. Đây là coi như là đàn anh em cùng bố cùng mẹ với lại Siro. Lông của nó từ lúc còn cho con nó rất là sát, và khi nó lớn lên là chắc chắn là nó sẽ là những cái con chó lông ngắn của Rottweiler. Mẹ Melcy thì rất nhiều sữa, đi một tí là no thôi. Đẻ sữa này thì khoảng 1 tuần nữa ti nó vừa, bây giờ nó đang thừa sữa thành nếp đây này. Chó mẹ thì tốt nhất mà nói là chúng ta chăm sóc thì chúng ta sẽ ở gần với con chó mẹ nhiều, bởi vì là khi mà chủ mà ở gần thì
con chó nó sẽ có cái cảm giác yên tâm và nó được nghỉ ngơi, con mẹ nó được nghỉ ngơi. Chứ nếu mà chủ mà không có chủ thì nó sẽ phải thức để nó trông con, bảo vệ con, nó không dám ngủ đâu. Chuồng bé thì để cho mèo si, chuồng to có phần của con khác, chuồng to để cho Pila. Kích thích để cho nó ti thì chỉ cần bóp một tí thôi. Ti rất nhiều sữa. Mới có một đối tượng đi ngủ thôi. Không được. Cái. Đã. Muốn nhìn xem chân nó dài như thế nào, nhìn. Nhìn con này là nhìn sẽ nhìn thấy chân nó rất là dài này. Mấy cái con mà nó đẻ ra nó nhỏ hơn ấy thì hỗ trợ cho nó 1-2 ngày đầu, khi mà cái sữa nó quá đặc, tùy con mẹ nhé. Nếu mà con mẹ bình thường cái sữa của nó không có quá đặc, cho con nó mút mà nó dễ ra ấy, thì chắc không cần. Như Messi là sữa của Messi rất là đặc, sữa nó rất là đặc cho nên là mút nó sẽ khó hơn. Thành ra là những cái con bé thì hỗ trợ cho nó một chút. Sức hút của nó 1-2 ngày đầu là sức hút của nó còn chưa mạnh. Và sữa mẹ nó đặc, chứ còn 1-2 ngày sau 1-2 ngày đầu thì sữa mẹ nó loãng hơn. Đây là con cái bú nọt đầu tiên. Thêm một con cái nữa. Được. Ăn vạ ngay được. Sao đến nó cái là ăn vạ ngay được. Xin nằm xuống. Nó có mẹ nó ở cạnh, nó ăn vạ ngay. Thì
gái. Rồi, yên nào. Trời ơi, sợ đến thiên hạo nó ngăn vạ. Si nằm xuống. Si. Nằm xuống, nằm xuống. Ok. Đây, thằng nửa ngăn vạ vừa sợ và nó rồi đây. Toàn thành phần ăn vạ thôi. Si nằm xuống. Si có biết nằm xuống như thế nào không? Rồi. Thôi không quay cho nó được. Quay cho nó là nó toàn đứa ăn vạ thôi, không mà thua. Không quay được, mệt lắm. Cầm nó lên để quay video cho nó và cho nó làm cứ như là nó gọi hội ngay, ăn vạ ngay. Si biết cho nó ăn vạ mà sao Si vẫn cứ tàu nồn lên là như thế nào? Hả? Ok. Bú no rồi, ngủ rồi. Bốn đực, bốn cái. Ở đàn này thì rồi chắc có lẽ là sẽ một khoảng một tuần sẽ cho chúng nó có một cái video lên để cho mọi người theo dõi cái sự phát triển của cái đàn chó con. Cảm ơn mọi người đã theo dõi các video của trại chó Rottweiler Gervie Hà Nội. Melcy và các con chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo. Thank you and see you again.